Tư văn vội hỏi ờ, Không biết bọn Khương Giác bây giờ đang đi đâu Hoàng Minh lắc đầu đáp Cái đó ai mà biết được Theo lời cung sừng của một trong số bốn người chết nằm ở đây Thì bọn họ ra khỏi cửa hầm liền tan đi ngay Nhưng mà những tên nào đã đốt chất nổ cho sập hầm đường Có thể bọn họ đã bố trí sẵn mấy tên đệ tử trong đường hầm Chúng thấy Khương Giác lộ vẻ sợ sệt rút lui và ra lệnh cho đốt chất nổ, liền chưa kịp thông trì cho các đệ tử còn ở trong đó. Ở dường như ở những tên giữ địa lào cũng không biết gì đến biến cố bên ngoài. Tiểu hình đoán rằng chất nổ này họ đã trồn sẵn từ trước, chứ không phải để đối phó với chúng ta. Sau khi chúng ta tiến vào rồi, bị họ phát giác mới nảy ra ý định đốt thuốc nổ. Từ văn gật đầu đáp, ờ, có thể đúng như vậy, việc đã qua rồi, không cần bàn tới nữa. Ờ, tiểu đại nghĩ rằng chúng ta trở về tòa nhà lớn dùng làm phân đàn để sục tìm lại một lần nữa, ờ, có nên hay chẳng? Ờ hay, hay đấy. Chúng ta hãy vào thành, vẫn theo cửa lớn mà vào, ờ, có lẽ sẽ nhanh hơn. Chỗ này chúng ta hãy phong tỏa bịt chặn lại đã. Ý kiến của đại ca rất là hay. Hai người ra ngoài, rồi phóng luôn mấy phát trường làm sập luôn ba gian nhà tranh tường đất đổ xuống lấp đúng vào cửa hầm. Như vậy không phải mất công thu dọn và người còn ở bên trong quyết không ra được. Từ văn nói, đại ca, đại ca không nên đi. Tại sao vậy? Đại ca không nên mạo hiểm như vậy. Hoàng Minh có vẻ không bằng lòng nói. Hiền đệ, hiền đệ nói như vậy là chưa đủ ý. Từ văn trừng hừng trịnh trọng nói. Đại ca, thật tình mà nói, việc này chỉ dính líu đến gia sư bản môn. Tiểu đệ mong rằng đại ca hiểu cho. Hoàng Minh tự hồ không tin hỏi lại. Sao? Gia sư? Từ văn gật đầu đáp. Đúng vậy. Hoàng Minh hoài gặn. Hiện đệ không gạt ai chứ? Tiểu đệ trước đây đối với ai cũng lấy chữ thành làm gốc. Chẳng lẽ bữa nay lại nói dối đại ca ư? Ừ? về bản lĩnh của hiền đệ thì chẳng có gì phải nói nữa. Có điều hiện đệ chưa được lịch duyệt mấy, khiến ta chẳng thể yên tâm được. Từ văn ngắt lời, đa tạ đại ca đã có giả quan hoài, tiêu đệ sẽ hết sức là cẩn thận. Theo quy củ võ lâm thì việc riêng trong môn phái, người ngoài chẳng thể nào can dự vào được. Nếu không là phạm vào một điều tối kỵ trong võ lâm. Về điểm này, Dĩ nhiên Hoàng Minh hiểu lắm Gã thấy Từ Văn nói vậy Không hỏi thêm nữa Tuy là gã trong lòng nghi hoặc Nhưng không có lý nào mở miệng Bèn nở một nụ cười bẹn lẹn nói <laughs> Hiền đệ nói vậy Thì tiểu huynh không thể nhúng vào được nữa Nhưng hiền đệ phải nhớ kỹ Sau khi mà xong việc rồi Thì đến nhà lão hùng ký Ở đường chính lớn để kiếm tả Hiền đệ chỉ bảo là Đến tìm một lão khác nhân Là họ sẽ hiểu ngay được rồi ờ, nhưng mà này uh, tiểu đệ còn có một việc uh, việc gì lệnh sư hiện giờ ở đâu hoàng minh sửng sốt hỏi lại Già sư phải đi xa chưa trở về được hiện đệ có việc gì với lão nhân ra không uh, nguyên trước lệnh sư có hẹn với tiểu đệ trong vòng một tháng sẽ gặp nhau ở tượng phủ tại khai phong vụ này thật khó rồi bây giờ xin nhờ đại ca giải thích dùm vì tiểu đệ gặp việc bất ngờ mà tiểu đệ phải đi mất nửa năm nên chót lỡ kỳ hạn việc này gia sư có nhắc đến rồi nhưng này đành phải chờ lão nhân ra về rồi sẽ tính sau được rồi bây giờ tiểu đệ xin tạm biệt hoàng minh dặn lại hiền đệ chớ quyền khi xong việc tới tìm tiểu huynh nha tiểu đệ nhớ rồi dứt lời chàng liền băng mình chạy về phía nghĩa địa. Chàng nhìn tứ phía không thấy bóng người, liền vượt qua thành, theo lối tắt hướng về khu nhà lớn mà chạy. Vì chàng muốn tránh những chuyện kinh thế hãi tục, nên là trên đường, chàng chỉ dảo bước, chứ không dám thi triển khinh công tuyệt đỉnh. Thời gian chừng uống cả tuần trà, tư văn mới về tới ngõ hẻm dài. Trong ngõ, ít người qua lại, chàng mới đi thận màu. Chỉ trong chốc lát, chàng đã đến trước cửa nhà lớn phần đàn. Cánh cửa sắt đen xì chỉ khép hở, mà bên trong vẫn không thấy bóng người. Chàng không nghĩ ngợi gì nữa, đường hoàng bước qua cổng lớn đi vào. Bỗng có tiếng quát hỏi. Ai? Tiếng quát chưa dứt, thì một hán tử áo đen xuất hiện. Gã ngó thấy tử văn, thì chẳng khác gì thấy ma quỷ hiện hình. Liền bật tiếng la hoàng, cắm đầu chạy vào trong. Từ văn lạng người một cái đã nắm lấy được cổ áo của hán tử, cất giọng lạnh như băng hỏi. Phân đàn chủ của các người ở đâu? Hán tử hồn vía lên mây nói không ra tiếng. Từ văn sợ Khương Giác nghe tên mình lại trốn chạy, nên là không hỏi nữa. Chàng giơ tay khẽ điểm một cái. Đại hán chỉ kịp dên lên một tiếng, rồi ngã lăn xuống đất. Từ văn chuyển mình qua bức bình phòng, thì thấy trong nhà đại sảnh bóng người chập trùng. Chàng lặng lặng đi như là điện chớp về phía nhà đại sảnh. Từ văn lại đến một cách đột ngột, thân hình lại màu lẹ phi thường, chưa kịp nhìn rõ chân tướng của chàng. Mãi đến lúc chàng hạ mình xuống trước cửa, thì ba bè bốn bền mới bật lên tiếng lào hoàng. Địa ngục thư sinh! Lỡ địa ngục thư sinh! Từ văn toàn nhảy vào trong sảnh đường, nhưng chàng chú ý tình hình có điều khác lạ. Trong sảnh đường, cứ mấy chục người lại hợp thành một tốp. Phần đàn chủ Khương Giác bị hai đại hán to lớn bắt giữ. Bên cạnh hắn rõ ràng là Thống Thiền Hòa thượng, Tráng Thiên ông cùng Lão Tứ Sĩ, người đã cắp chàng lên thuyền ngày trước. Cứ tình hình này thì bọn áo đen toàn là những đệ tử dưới trướng của Hội Vệ Đạo. Lão Tứ Sĩ đã đứng về bên Hội Vệ Đạo. Tình trạng này khiến cho người ta khó mà hiểu được. Trong sảnh đường Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào Từ Văn. Từ Văn đình thần lại, liền hiểu ngay vụ này là thế nào rồi. Họ chỉ thấy phần đàn chủ Khương Giác di chuyển ra ngoài được, liền đoán chắc rằng là chàng bị trôn vùi trong nhà lao, nên hắn quay lại phần đàn. Không ngờ giữa đường gặp phải những tay cao thủ của hội vệ đạo tập kích. Lão Thú sĩ tiến lên đứng trước sảnh đường, lão nhìn Từ Văn cười sằng sặc hỏi: "Ồ, oh. Địa ngục thử sinh, ngươi không chết được. Từ văn lạnh lùng đáp. Nếu như tại hạ mà chết, há chẳng để cho bọn ma quỷ lộng hành hử Ồ, oh, ngươi đến vừa khéo. Lão Phu khỏi phí thì giờ để mà đi tìm ngươi. Các hạ mà không đi tìm tại hạ, thì tại hạ cũng sẽ đi kiếm các hạ. Các hạ làm cho tại hạ rất là hận nửa năm về trước. Có lý nào lại không báo đáp? Lão tú sĩ cười gằn hỏi: "Khẩu khí của người lớn đấy, người chuẩn bị báo đền ta bằng cách nào đây?" Từ văn buông thòng, chỉ xin cái mạng sống của các hạ mà thôi. Mấy tiếng này chàng nói, chàng khác nào mấy hàn ngọc bằng băng giá ở trong miệng chàng nhả ra, khiến cho người nghe không rét mà run. Lão tú sĩ khịt mũi một cái, thách thức: "Ồ, giữ vậy ư? Ừ. người hãy thử đi coi." từ Văn quát, tiếp chiêu đẩy. Chàng vừa quát vừa phóng ra chiêu độc thủ nhất thức. Lão tu sĩ vừa thấy thế đánh đã sợ hết hồn. Chẳng những lão không đón đỡ được mà còn muốn né tránh cũng hết đường. Thống thiền hòa thượng bật tiếng lào hoàng. Quay chừng! Mục quang của lão rất là sắc bén, nhìn ngay ra đây là một chiêu sát thủ. Nhưng mà lão muốn viện trợ cũng không kịp nữa. Lão là người mau trí, vẫy tay một cái, một luồng cương phong xô đẩy lão tú sĩ chạy ra xa hai thước. Thế mà lão tú sĩ chỉ còn cách trường một hạt thóc là bị chúng độc thủ nhất thước mà mất mạng rồi. Công lực của tử văn thu phát được như ý. Chân kình chưa nhả ra, chẳng lại thu về. Lão tú sĩ sợ sám mặt, cắt không còn một hộn máu. Lão không ngờ mới sau nửa năm mà địa ngục thư sinh đã tiến bộ kinh hồn. Táng thiên ông cũng cả kinh thất sắc trong con mắt của thống thiền hòa thượng chiếu ra những tia hàn quang nhìn chằm chằm vào mặt của tử văn bình tĩnh nói xem chừng bần đạo có muốn giết người cũng không nổi nữa rồi câu này lão nói không phải là quá đáng nửa năm trước lão muốn giết tử văn không phải là chuyện khó khăn nhưng mà bữa nay tình trạng khác hẳn tử văn đã tu luyện được huyền công thượng thặng của vạn độc môn thân thủ của chàng thật là cao minh cơ hồ đến chỗ vô địch. Từ văn mặt lạnh như tiền đáp. Thống thiền hòa thượng có muốn giết đại hạ, đại hạ cũng e không phải là chuyện dễ. Thống thiền hòa thượng nói, sự thật sẽ trả lời chúng ta. Đại hạ có câu này muốn hỏi, xin hòa thượng nói thật cho. Thí chủ cứ nói đi. Thất tình bảo chủ từ anh phòng có phải bị hòa thượng sát hại rồi không? thống thiền hòa thượng ngạc nhiên hỏi cái đó từ đâu mà mọc ra trên đường đi khai phòng hai người mặc áo gấm che mặt đồng thời bị hại người bị chết rồi dung mạo còn bị phá hủy thống thiền hòa thượng ngắt lời đó là tử ảnh phong ư ừ. đại hạ chỉ biết trong hai người ấy một là tử ảnh phong một là thất tình cố nhân thất tình cố nhân ư ừ đúng vậy. Lão thừa nhận rồi phải không? Thống thiền hòa thương cho mày hỏi. Người nói nhặng gì vậy? Lão hỏi vậy nghĩa là sao? Thất tình cố nhân chính là tự anh phòng phụ thân của người đã hóa chẳng. Từ văn kinh hãi lùi lại một bước, run lên nói. Thống thiện, lão lại ăn nói hồ đồ rồi. Thống thiền hòa thường trầm ngâm một chút, rồi thảm nhiên đáp phụ thân người hóa trang làm thất tình cố nhân, cũng như bọn diệu thủ tiền sinh là một loại. Trước họ còn mưu thạch Phật. Sau, cả hai cải trang làm đệ tử ngũ lùi cùng, lên núi Đồng Bách tìm kẻ kiều địch. Những vụ đó đều là sự thật. Từ văn tức giận gầm lên. Lão nói bậy bạ gì đây? Người xuất giả không bao giờ nói dối đâu. Thí chủ căn cứ vào đầu, mà bảo bẩn tăng nói ẩu là muốn tránh tội giết người. Thí chủ nói vậy là vô căn cứ, lệnh tôn chưa có chết đâu. Vậy những người chết trên đường khai phong là ai? Cái đó chính thí chủ phải tự biết mới phải chứ? Tài hạ không biết. Thí chủ nói vậy thì khó tin lắm. Từ văn cảm thấy trong lòng bối rối chàng quay chừng lời của thống thiền hòa thượng có thể đúng sự thật nhưng chàng lùi lại một bước miệng lẩm bẩm nói nếu quả thất tình cố nhân là phụ thần hóa chàng thì sau người lại ra tay đánh mình và dồn cho mình rớt xuống hàng của núi bạch thạch có lý đầu cha lại giết con bao giờ không có lý trăm ngàn lần vô lý chàng bất giác la lên không không thể như thế được táng thiên ông hỏi xen vào tại sao không thể như thế được? Mắt của tử văn đột nhiên chiếu ra tia sáng xanh lè, chàng lớn tiếng hỏi. Lão đường chết mà dễ ử, lão hãy chờ cho một chút, bây giờ việc này chưa can hệ gì đến lão. Lão vừa mồm chữ. Táng thiên ông là một nhân vật trong võ lầm, chưa được mấy người ngang hàng. Mấy câu này của tử văn to vẻ khinh mạn ra mặt, lão còn chịu sao nổi. Lập tức đầu tóc dựng đứng lên quát lớn. Lão phu phải đập chết người. Rồi lão giơ hai tay lên. Thống thiền hòa thượng thấy từ văn ánh mắt xanh lè, biết là tình thế rất là nghiêm trọng, vội xua tay ngăn lại nói. Lão thí chủ, hãy tạm dẹp lùi đỉnh, để bần tăng hỏi cho sỏng đã. Thống thiền hòa thượng tuy là tuổi chưa cao lắm, nhưng mà nhà sư này đứng vào hàng nhất nhì trong hội vệ đạo, địa vị của lão rất là tôn cao, Táng thiên ông thở hồng hộc thu trưởng về, nhưng mà vẫn còn lộ vẻ căm tức, phùng dầu trận mắt. Từ văn đưa mắt nhìn Thống Thiền Hòa Thượng hỏi. Thống Thiền, có phải lão nói là hạ sát hai người mặc áo gấm không? Không phải như thế đâu. Có thật thế chứ? Có lý đầu, bần đạo lại nói dối thí chủ. Lão căn cứ vào điều gì mà dám nói thất tình cố nhân là tiền phụ đã hóa chẳng. Bất luận việc gì, nếu nó là sự thật thì chỉ che lấp được một thời. Bần tăng nhận thấy thân hình cùng thủ pháp tính nết của y nên là biết rõ. Thế ra lão vẫn căn cứ vào sự suy đoán mà dám nói quyết ử. Trên đường khai phòng, Bần tăng đã điều tra là những người bị nạn trúng độc mà phụ thân của thí chủ lại là một tay cao thủ ở trong nghề này cái đó chưa chắc thế theo nhận xét của thí chủ thì như thế nào tiên phù không phải là thất tình cố nhân nhưng hai người bị hại là sự thật thống thiền hòa thượng ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ nhưng theo kinh nghiệm lão biết thì tư văn nói đây không phải là nói chăng nói cuội lão cũng nghĩ câu của chàng nói nếu từ anh phong mà chưa chết thì ánh mắt của chàng không kiều hận đến thế trong khi chấp vấn lão. Lão nói, Tử văn, thí chủ nói thất tình cố nhân không phải là lệnh tôn nữ. Vì lẽ, thất tinh cố nhân đã từng hạ độc thủ để toàn sát hại tại hạ. Thống thuyền hòa thượng ồ lên một tiếng ra chiều rất là ngạc nhiên. Tử văn cất giọng lạnh lẽo hỏi tiếp. Có phải người gây cuộc đổ máu ở thất tinh bảo là bọn thượng quan hoành hay không? Thống thiền hòa thượng đáp, không, không phải như vậy đâu. Từ văn lại hỏi, có thật thế không? Cái đó trăm ngàn lần là đúng sự thật. Trong đầu của từ văn hoang mang bất định, chàng tự nghĩ, ta đến hội vệ đạo để tìm kẻ thù mà không được việc gì. Trong vụ này, thật là lắm chuyện nhiều khuê. Chàng lại hỏi, lão biết rõ ràng tiên phụ lắm ư ừ? đúng thế tài hạ muốn lão nói đầu đuôi cho nghe thống thiền hòa thượng lạnh lùng đáp cái đó tưởng thí chủ đã biết rồi chắc là thí chủ còn nhớ một thiên cố sự giữa thí chủ và thượng quan hoành y đã nói với thí chủ như thế nào từ văn nhớ tới thiên cớ sự này long trang đau khổ không muốn nào tả xiết vì vụ này hành động của phụ thân chàng rất là tàn ác. Nào là cướp vợ người, nào là tuyệt dòng nối dõi. Những hành động đó, những người còn nhân tính không ai nỡ làm. Huống chỉ, phụ thân chàng đã chết rồi. Chàng nghiến răng gật đầu đáp. Tại hạ nhớ rõ, nhưng vụ đó làm sao? Ngày trước, Thượng Quan Hoành đã tự phá bỏ dùng mạo, quy đầu thất tình bảo và được dùng làm người cuối cùng trong thất tình bát tướng. Mục đích của ỷ là hy vọng được nhìn thấy người vợ thân yêu bị tranh cướp và hòn máu còn ở trong bụng của vợ ỷ. Và ỷ đã giữ được bí mật bị lệnh tôn dò xét. Biết rõ, hắn liền giết vợ ỷ. Từ văn nghe đến đây tức giận gầm lên. Thôi, ngươi đừng nói nữa. Thống thiền hòa thượng ngẩn người ra một chút, rồi nói tiếp. Ngày đó lệnh tôn sai ông tướng đầu trong bát tướng đưa Thượng Quan Hoành ra khỏi thất tình bảo. Mà sự thật là phái viên tướng đó, đây là Chu Đại Niên, theo để giết y rồi đem đầu về nộp. Chu Đại Niên là người có lương tâm, nên buông tha Thượng Quan Hoành. Rồi từ đó, hắn biệt đích trên trốn giang hồ. Từ văn nghiến rằng hỏi, ai, ai là người có thể chứng thực được vụ này? Chính là Bẩn Tăng. Lão căn cứ vào điều gì mà nói như vậy? Chính mắt Bần Tăng đã trông thấy những vụ đã qua. Từ Văn ngạc nhiên hỏi, những việc đó để người ngoài trông thấy ư? Ừ. Thống Thiền Hòa thượng hỏi lại, thí chủ có biết Bần Tăng tục danh là gì không? Từ Văn lắc đầu đáp, không, tại hạ không biết lão là ai vậy. Bần Tăng chính là người đứng đầu trong bát tướng. Tên gọi là Chu đại Niền. Từ văn sửng sốt la lên. Lão, lão là... Từ văn nghe lão nói vậy ù tay. Người chàng lào đảo muốn té xuống. Chàng kinh hãi đến tột độ, không bút nào tả xiết. Có bao giờ chàng lại ngờ Thống Thiền Hòa Thượng là người đứng đầu trong bát tướng dưới trướng của phụ thân chàng được. Chàng Trần nhớ tới, Thống Thiền Hòa Thượng đã bị một hán tử mặt đen mạo xưng là tổng tuần khẩu Vân đánh đến núi đồng bách trượng nghĩa tìm kẻ kiều thủ không ai định nổi lão sau hội chủ hội vệ đạo chỉ ra đối phương họ chủ từ đó lão xuất ra chưa đầy hai chục năm gác bỏ khí giới chính là vì vụ này ngày đó thống thiền hòa thượng ở núi đồng bách chỉ vì vụ chàng và thiên đại ma cử bị hán từ mặt đèn tàn hại như vậy chàng vẫn còn thiếu lão một món nợ ân tình Dĩ nhiên khi ấy, chàng không hiểu rõ, mà lão cũng không biết chàng chính là con của thất tình bảo chủ. Thống thiền hòa thượng cất giọng nghiêm trang hỏi. Tử văn, thí chủ đã nói hết chưa? Bần tăng, đồng thủ tới nơi rồi. Tử văn lùi lại mấy bước đáp. Thống thiền, hay hơn hết là lão đừng động thủ. Tại sao vậy? vì lão không phải là đối thủ của tại hạ đâu. Có lẽ đúng thế, nhưng mình đã là người trong võ lầm, có khi phải làm việc không thể làm nổi. Tài hạ không muốn giết lão, nhưng bẩn tăng lại cần trừ khử thí chủ để đem lại an ninh cho võ lầm. Từ văn lùi lại mấy bước đến mép hiền rồi nói, nếu vậy thì lão thử đồng thủ đi coi. Thống Thiền Hòa Thượng ra khỏi sảnh đường, hai người đứng đối diện nhau ở ngoài hành lang rộng rãi. Bầu không khí khẩn trương và đầy sát khí. Từ văn lạnh lùng quát. Lão ra tay đi. Trước kia Thống Thiền Hòa Thượng là thủ hạ của phụ thân Tử văn, mà nay lão thành kiều địch quyết sinh tử với chàng. Vụ biến ảo này thật là đáng sợ. Cái đó cũng là mối đau khổ cho chàng, không phải vì vụ này. Hành động của phụ thân chàng không muốn nghĩ tới nữa. Nhưng ý niệm này chẳng khác gì là con trùng khoét xương, không sao giải trừ được, khiến cho chàng chẳng thể nào quên. Thống thiền hòa thượng trầm giọng nói, Tử văn, theo lẽ bần tăng không nên động thủ với thí chủ, đây chỉ là trường hợp bất đắc dĩ. Tử văn lạnh lùng nói, lão còn giả vờ làm gì nữa? Coi trưởng đây! Tiếng quát chưa dứt, lão vùng tay áo bào lên, một luồng cường phong chụp lấy người tử văn. Chàng nghiến răng tung trưởng ngành địch. Dầm một tiếng vang lên, hai bên cùng lùi lại một bước, bóng người đang xa xa rồi lại lao gần vào. Hai bên phóng trưởng ra tựa hồ như là cùng một lúc. Lần này tử văn vận đủ mới thành công lực, lại một tiếng quát cơ hồ thủng mang tay. Tử văn lao đảo người đi, thống thiền hòa thượng cũng lùi lại hai bước những người có mặt tại trường đều sợ xanh mặt. Thống thiền hòa thượng hắng giọng một tiếng, bóng trường huyền ảo, lão biến hư chiều thành thực chiều đánh thật sự. Từ văn bật lên một tiếng cười sảng sặc, chàng phóng ra độc thủ nhất thức, xuyên qua bóng trường của đối phương, đánh thẳng vào tim. Một tiếng lao hoàng rùng rợn, thống thiền hòa thượng lùi lại bốn năm bước, trên mặt của lão chưa hết vẻ khiếp sợ. Từ văn lại lạng người đi tiến vào. Chàng phóng ra chiều độc thủ nhị thức, tức là đổ lòng chảm rào. Những tiếng lao hoảng lại vang dội một hồi. Bầu không khí trong trường tựa hồ như là ngừng kết lại, cơ hồ nghẹt thở. Nhưng mà trong trường trở nên tịch mịch sau khi mà những tiếng la chấm dứt. Từ văn phóng trường còn cách huyệt toàn cơ của đối phương chừng nửa thước. Tay trái của chàng cũng gần đánh vào huyệt thiên linh. Hiển nhiên, Trang sắp kết thúc sinh mạng của đối phương. Nhưng mà trong chớp mắt, Trang bỗng dừng lại. Bất cứ ai cũng nhìn rõ, nếu Trang không dừng tay, thì Thống Thiền Hòa Thượng đã chết lăn ra đường trường. Thống Thiền Hòa Thượng qua một cơn khủng bố sinh tử, mặt của lão nhợt nhạt. Lão cất tiếng dục Hạ thủ đi, bần đạo thuận theo số mạng. Từ văn thu trường về, lạnh lùng nói tại còn thiếu một món nợ ân tình của lão. Thế là nay đã trả xong, đôi ta không còn nợ gì nhau nữa. Thống thiền hòa thượng mặt buồn rời rượi, buông tiếng thở dài, lặng lặng hồi lâu không nói câu gì. Từ văn lùi lại hai bước, chàng đưa mắt nhìn vào sảnh đường, rồi lại ngó đăm đăm vào mặt của Khương Giác không chớp. Khương Giác cúi gầm mặt xuống, hắn biết rõ, bất luận là địa ngục thường sinh hay là hội vệ đạo bên nào cũng muốn được hắn họ mới cam lòng. Từ văn đột nhiên quay lại bảo thống thiền. Hòa thượng, hãy giao hắn cho tại hạ. Thống thiền hòa thượng ngơ ngác hỏi. Để làm gì? Lão chẳng cần biết làm gì. Tại hạ phải đưa hắn đi. Thế thì không được. Tại hạ đã nói ra lời. Lờ không tranh cãi nữa. Thống thiền hòa thượng thở hồng hộc nói địa ngục thư sinh, người khinh người quá đáng. Trong mắt người, không còn ai nữa ử. Từ văn không thèm quay đầu lại đáp ngay. Vụ này không liên quan gì đến lão. Lão tu sĩ nét mặt đầy oán hận, hậm hực nói. Quần làng sói kìa, ngươi muốn đem hắn đi, thì hãy giết hết những người của bản hội có mặt tại trường đã. Từ văn tức mình đáp. Khi cần đến, thì tại hạ cũng phải làm không trường lại bao phủ một bầu không khí khẩn trương vô cùng. Thống thiền hòa thượng trầm giọng nói, Tử văn, thí chủ đòi đưa hắn đi với mục đích gì? Điều thứ nhất là tra hỏi cho ra trụ sở của tổng đàn của ngũ phương giáo. Điều thứ hai là tại hạ có việc riêng với hắn. Mục đích thứ nhất của thí chủ cũng giống như của bản hội. Bần tăng muốn cùng thí chủ làm một hiệp định quân tử từ văn ngắt lời, hiệp định quân tử như thế nào? Nếu miệng hắn cung khai ra những tài liệu liên quan đến ngũ phương giáo, thì thí chủ cũng cung cấp cho bản hội. Mọi người nghe ra giọng lưỡi của thống thiền hòa thượng có chiều nhượng bộ. Từ văn biết rằng, dối vệ đạo với mình, trên thực tế không có thủ án gì, nên quan niệm của chàng cũng biến đổi. Dĩ nhiên, chàng coi vụ này không có hại gì, liền gật đầu đáp. Về điểm này thì cũng được. Nếu vậy thì thí chủ đem hắn đi. Kỳ dư bản hội vẫn có cách xử trí. Mục đích của tử văn chỉ ở một mình Khương Giác. Vì hắn là một tên phản đồ của sư môn. Chàng cần phải làm cho nên việc. Vì đã phụng mệnh sư tổ, thanh lý môn hộ. Còn những giáo đồ khác, chàng chẳng cần can thiệp làm gì. Lão tú sĩ cùng táng thiên ông tuy là trong lòng muốn phản đối nhưng mà nhận thấy không một ai là đối thủ của tử văn. Nếu đưa ra lời phản đối, thì e rằng sẽ đi tới hậu quả khôn lường. Mặt khác, chuyến đi này do Thống Thiền Hòa Thượng cầm đầu, cho nên là mọi quyết định của lão không ai có thể phản đối. Hai lão chỉ tỏ vẻ khó chịu, nhưng đúng với câu tục ngữ, dám hận nhưng không dám nói ra. Từ văn xoay chuyển ý nghĩ rất màu, chàng đã nói ra miệng là đem Khương Giác đi. Nhưng mà đem đi đâu bây giờ? Chỉ xử trí ngay ở đây là tiện hơn hết. Chàng liền lên tiếng. Thống thiền, để khương giác lại. Ngoài ra, Tùy các vị xử trí thế nào cũng được, tại hạ không dính lưu đến. Có điều tại hạ xin các hạ ra lệnh triệt thoái khỏi nơi đây. Thống thiền hòa thượng ngần ngại một lúc, rồi vẫy tay. Rút lui, đem bọn người ngoài kia đi hết. Lệnh vừa bàn, quân tử hội vệ đạo lập tức động thủ, người nọ gọi người kia rút lui ra ngoài. Lão tú sĩ ngó tử văn, hằn học nói, Địa ngục thử sinh, chuyện của người chưa thanh toán xong đâu đấy. Tử văn lạnh lùng đáp, Tại Hà xin sẵn sàng chờ đợi lãnh giáo các vị. Hội vệ đạo triệt thoái hết rồi, trong sành đường chỉ còn lại một mình Khương Giác. Hắn ngó tử văn với cầm mắt khủng khiếp, từ văn lê bước trong sảnh đường, cặp mắt của chàng chiếu ra những tia sáng xanh lẻ, chọn lên nhìn Khương Giác nói. Khương Giác, chúng ta hãy bàn tới mấy vấn đề trước, rồi sau sẽ giải quyết việc chính. Tại hạ hy vọng, các hạ nói cho thành thật, đừng bắt buộc tại hạ phải dùng đến thủ đoạn tàn khốc để mà đối đãi với các hạ. Khương Giác hiển nhiên là bị kiềm chế nội lực, hắn không tỏ ra một chút dấu vết gì để mà phản kháng, ai phong cũng mất hết so với lần trước, lần này hắn tựa hồ như là một con người khác. Từ Văn ngừng lại một chút rồi hỏi: Tam Chỉ Mẫu Mẫu đã bị ai giết trong nữ quán? Chính giáo chủ đã thần hành hạ thủ. Được rồi, bây giờ người con gái kia ở đâu? Cô ta đã bị đưa về tổng đàn rồi. Tổng đàn ở đâu? Ta không biết. Từ văn lại hỏi Sao các hạ lại không biết Khương Giác vẫn buông thỏng nói Không biết Từ văn sẵn giọng hỏi là muốn nếm mùi đau khổ rồi mới chịu cung sừng chăng? Khương Giác vẫn thảm nhiên nói Dù người có chém ta cũng vậy mà thôi Ta không biết Thôi được Bây giờ hãy tạm gác chuyện đó lại Bây giờ lão cho ta biết quý giáo chủ là cao nhân phương nào? Khương Giác vẫn một mực. Không biết. Tư văn lừa giận bốc lên ngùn ngụt, chàng lớn tiếng quát. Liệu lão có dám nói một câu không biết nữa chẳng? Khương Giác nghiến rằng đáp. Địa ngục thư sinh, bạn tòa không may lọt vào tay người. Người muốn giết thì giết đi, hạ tất phải làm oai làm phước. Ta cho người hay, người cũng chẳng sống được mấy ngày nữa đâu. Người kiếm người để thanh toán Sắp tới nơi rồi đấy Có phải quý giáo chủ hay không? <laughs> người chưa đáng là người Để đích thần giáo chủ ta phải hạ thủ Từ văn tức như là vỡ mặt Toàn phóng tay điểm vào tử huyệt của đối phương Nhưng chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi dừng lại Chàng cho rằng Khương Giác dù sao cũng là đời trên của chàng. Đây là việc tu chính gia pháp mà chàng dùng tới thủ đoạn khác là đi ra ngoài quy luật của bản môn. Hiện giờ lão chưa biết thân phận cùng địa vị của chàng. Nếu chàng nói hớ ra rồi, mối liên quan tất là lão cũng không còn xào quyệt được nữa. Từ văn nghĩ vậy, liền cất giọng nghiêm nghị nói. Khương Giác, lão không chịu nói rõ môn phái ư? Khương Giác không trả lời, từ văn nói. Thủ đoạn của lão rất là tàn độc. Lão đối đãi với người trong thành lao như vậy, có biết phạm vào điệu luật gì không? khương giác đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi điều luật gì lừa thầy diệt tổ là phải xử tử khương giác hỏi lại sao lừa thầy diệt tổ ư ừ. lão còn định chối nữa chẳng giữa lúc ấy bỗng có thanh âm khủng khiếp khiến người nghe phải ớn lạnh xương sống cất lên từ ngoài cửa sảnh đường tiểu tử ngươi thật là có gan múa vuốt mới dám chống lại bản giáo từ văn quay đầu nhìn ra, bất giác chàng hít một luồng khí lạnh đến ớn da gà. Bỗng thấy trên hiên ngoài sảnh đường, có một quái vật, bảy phần giống quỷ, ba phần giống người, tóc đỏ xóa xuống vai và lưng. Một vết sẹo bị đao chém từ mé tả trên trán đi chéo xuống mé hữu bên miệng. Mắt bên tả và mũi bên hữu bị khuyết sâu xuống, thành hai lỗ thùng. Già lão đen nhèm, mờ thân hình gầy guộc, khác nào một cái thầy ma đã khổ đét lão chỉ còn một mắt chiếu ra những tia hàn quang lấp lánh khiến cho người ta phải chấn động tâm thần hắn mặc tấm áo dài đen vừa dài lê thể vừa rộng thùng thình coi chẳng khác một cây treo áo quần vào từ văn định thần lại rồi hỏi cách xưng hô của các hạng như thế nào quái nhân đáp bản tỏa là thất sát thần chủ cầm phó giáo chủ ngũ phương giáo từ văn lại hỏi các hạ đến đây để chịu chết chẳng. Quái nhân bật lên cười thè thẻ. Thế <laughs> để hữu tứ, bản nhân muốn lột ra người. Từ văn mỉa mai, coi tôn dung của các hạ như vậy. Quái nhân ngắt lời. Điều tử, ngươi hãy ra để thử coi. Từ văn điểm huyệt cho Khương Giác ngã xuống rồi nói. Khương Giác, ta vâng lệnh sư tổ thanh đến môn hộ. Lão hãy chờ ta xong việc rồi ta sẽ nói. Chàng nói xong từ từ trở gót ra ngoài sảnh đường. Thất sát thần chu cầm chấp một con mắt mấy cái, rồi cất tiếng như là trẻ trẻ nói. Tiểu tử, ngươi thành lý môn hộ nào? Từ văn còn đứng cách đối phương chừng sáu bước, chàng cất giọng lạnh như băng nói. Việc này không liên quan gì đến các hạ. Thất sát thần chu cẩn lại hỏi. Ngươi là đồng môn với khương phân đàn chủ ư? Đúng vậy. Theo chỗ Lão phù được biết, thì khương phân đàn chủ chẳng có ai là đồng ngôn. Cái thằng lõi này... Từ văn ngắt lời. Người im miệng ảnh Ta không hơi đâu mà nói chuyện đường dài với Lão, mà chỉ cần hỏi một câu. Quý giáo chủ là ai? Người không đáng hỏi. Từ văn cười gằn nói. <cười> Hay lắm, đó là câu nói cuối cùng của lão vừa dứt lời, chàng phóng song trường, công lực vận đến độ chót để tấn công đối phương. Chàng muốn giải quyết đối phương trong vòng 3 chiều để còn xử trí tên nghịch đồ Khương Giác. Công lực của tử văn hiện nay rất là ghê gớm, chàng phóng phát trường mãnh liệt đến độ quỷ khốc thần sầu. Thất sát thần chu cầm rú lên một tiếng quái gở, người hắn đứng nguyên một chỗ, xoay tít như là con quay, vừa chịu đựng sức nặng muôn cần, vừa tiến lại gần. Mười ngón tay của lão như là chân chìm chụp vào trước ngực và mặt của tử văn. Thủ thức này thật là một món tuyệt kỹ trong võ lâm, khiến cho người ta không còn đất để mở chống đỡ, chứ đừng nói đến chuyện phản kích nữa. Tử văn trong lòng kinh hãi, lạ người đi lùi lại ba thước. Thất sát thần chu cần như là bóng theo hình, vừa đuổi theo, vừa ra chiều như trước. Trường hợp này chỉ là một bước hoãn sung trong nháy mắt. Tử văn lại gặp cơ hội phản kích chàng phóng ra chiều độc thủ nhất thước, nhanh như điện chớp, lấy công làm thủ. Thất sát thần chu cầm lại lùi lại mấy bước, bật tiếng la hoàng. Chiêu thức kỳ bí độc địa như vậy, khiến hắn phải hết vía. Từ văn tiến lại gần, phóng thêm chiều độc thủ nhị thức. Thất sát thần chu cần dây lên một tiếng, rồi hự một tiếng, lào đào người đi hai cái, téo xuống dưới hiền. Đám tóc đỏ trên đầu rũ rượi, vết đau chém trên mặt coi gớm ghiếc, đã biến thành màu đỏ như máu. Hắn bằng mình chảy lên nóc nhà rồi trốn đi mất. Từ văn cũng kinh hãi không ít. Chàng không ngờ độc thủ nhị thức cơ hồ làm cho đối phương phải bị thương mà hắn giữ được khỏi té. Chàng nghĩ thầm. Cái đó chứng minh công lực của thất sát thần đã tới độ trình độ tương đương khủng khiếp. So với thống thiền hòa thượng và dự nam đặc sứ Giản Thanh Sơn thì lão quái này có phần hơn chứ không chịu kém. Từ văn trở vào trong sảnh đường, bất giác đứng thộn mặt ra vì không thấy tông tích của Khương Giác đầu nữa. Chàng nóng nảy tức giận không bút nào tả xiết. Chàng nghĩ sư tổ chết chưa lạnh xác, nghiêm mạnh tôn vẫn văng vẳng bên tai, có ly đầu để kẻ khi sư diệt tổ vẫn tiêu dao ngoài pháp luật. Từ văn không thấy một bóng người nào nữa, liền phóng trường đánh vào tấm bình phòng. Sau đó liền đi tìm khắp phòng ốc viện lạc, vẫn không thấy một bóng người. Chàng giận như điên mà không có chỗ nào để mà phát tiết. Khương Giác chạy thoát rồi, thế là hỏng hết mọi việc, chẳng còn cách nào để mà thành lý môn hộ. Thiên này mà cơ cùng mẫu thân chàng cũng không ra tay cứu viện được. Ngũ phương giáo đổ lại không để tiêu chí gì đặc biệt. Trừ phi phải tìm đến tận tổ của đối phương. Ngoài ra chẳng có cách nào phát hiện thấy chúng được. Trong lúc thoảng thốt hoang mang chàng thấy mình lâm vào tình trạng không biết tiến thoái ra sao. Chàng tự trách, giả tỷ có Hoàng Minh cùng đi cùng thì không đến nỗi được chỗ nọ bể chỗ kia. Nhưng chàng lại nghĩ công việc của môn phái không được để người ngoài can dự vào, nên kiên quyết không cho Hoàng Minh đi theo là phải. Có điều chàng cảm thấy mình không đủ lịch duyệt thành ra lỡ việc. Sau một lúc kích động, tư văn dần dần bình tĩnh lại. Chàng suy nghĩ xem nên hành động việc gì trước. Chàng cho rằng việc tìm kiếm trụ sở tổng đàn của ngũ phương giáo là việc khẩn cấp hơn hết, rồi hắn tính đến chuyện khác. Nhưng mà việc này bây giờ thật là khó khăn, chỉ mong ở cơ đặc biệt. Từ văn buồn giàu rời khỏi tòa nhà lớn dùng làm phân đàn, chàng vô tình ra khỏi thành yên sư. Đường cũ chiếu ánh tà dương đầy vẻ thê lương ảm đạm. Con người bản lĩnh cái thế như chàng lại lẹo đẽo đi một mình trên đường cổ đạo. Bóng tà dương chiếu bóng người chàng dài lê thể, lại càng tăng thêm vẻ cô đơn tịch mịch. Những bộ mặt quen thuộc lần lượt hiện ra trong đó của chàng, rồi lại mờ dần đi. Hết cảnh này đến cảnh khác, nhất là những mối thủ huyết lệ, cứ liên tục diễn ra không bao giờ hết. Tinh thần của chàng tưởng chừng như là đến chỗ tàn vỡ, không còn cách nào cứu vãn được. Đột nhiên, chàng nghĩ đến bang thần ưng theo lời Hoàng Minh kể cho chàng nghe, thì bang thần ưng đã bị ngũ phương giáo thôn tính và đổi bang đó thành Đại nhị Phần đàn. Chàng tự nghĩ, nếu như mà ta tìm đến bang thần ưng, thì lo gì không tìm ra được manh mối. Chàng nghĩ tới đây lại phấn khởi tinh thần, rồi chàng liền nhằm về phía bang thần ưng mà chạy. Bang thần ưng tuy không phải là danh môn đại phái, nhưng nó cũng chiếm một địa vị khá khá trong võ lầm. Nó không phải là bang hội bí mật nên là chỗ lập phân đàn, ai cũng biết rõ và tìm đến nơi chẳng khó khăn gì. Ngày thứ ba mặt trời mọc chưa lâu, Từ Văn đã tìm tới nơi. Bang này lập trại tại Tàng Long Cốc. Tàng Long Cốc ở vào giữa nhiều dãy núi, địa thế thật là hiểm trở. Đường vào hang núi rất là sâu và âm u thảm đạm. Hai bên vách núi toàn là mọc đá tai mèo. Nơi đây thật đúng như là tên gọi của nó. Từ Văn dừng bước đứng trước cửa hang đứng nhìn một chút, chẳng thấy động tĩnh gì. Chàng tự nghĩ, xem chừng ngũ phương giáo, cách tổ chức có vẻ thần bí quỷ mị, giống đại nhị phân đàn trong thành yên sư. Chàng ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi cất bước tiến vào trong hàng. Đường cốc đạo không rộng mấy, ước chừng ba trượng hơn. Đúng là một đường giao thông nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một người cưỡi ngựa đi qua. Nó ngoằn ngoèo, hết quanh bên tả, rồi lại vòng sang biển hữu, giữa đống loạn thạch. Từ văn đi chừng hơn trăm trượng, bỗng chàng nghe thấy có tiếng nổ, liền quay đầu lại, thì thấy một làn khói trắng mù mịt bốc lên. Chỗ cửa hàng đi vào bây giờ, chắc là bị lửa khói bít kín. Từ văn ý thức được đối phương đã phòng bị từ trước. Chàng chắc đối phương đã tiên liệu mình sẽ đến đây, nên là mới gương sẵn cảm bẫy để mà chờ đợi. Nhưng mà chàng vẫn chẳng để tâm, tiếp tục tiến về phía trước đột nhiên một làn khói đặc từ phía trước đã bắt đầu bốc lên cao như núi. Thế là phía trước phía sau đều có lửa, phong tỏa thế lửa lan ra rất là mau. Những cây cỏ dại dây leo trong ao núi dường như có rắc những chất dẫn hỏa. Chỉ trong nháy mắt, lửa đã lan đến trước mặt tử văn. Khi nóng cơ hồ cháy ra xém thịt. Hai bên vách núi toàn là đá nhọn hoắt như là đào kiếm. Coi tình hình này, chàng có cơ hội bị hỏa táng. Từ văn thấy nguy cơ, tất là phải tìm đường trốn thoát. Trong bụng của chàng đã định kiến, lâm nguy mà không rối loạn. Lúc ở sau núi Bạch Thạch, chàng đã gặp lão quái Ngọc Diệp Hiệp Chu Công Đám, truyền cho chàng phép hoàn không phi thăng, và đã từng giúp chàng bay qua sườn núi hiểm trở. Bây giờ tuy là vách núi cũng hiểm nghèo, nhưng mà so với hang cột ở sau núi Bạch Thạch, thì chỗ này hẳn còn dễ dàng hơn nhiều. Chàng nghĩ vậy rồi tung mình nhảy vọt lên không. Chàng chuyển mình một vòng, rồi hai vòng. Chỉ trong chớp mắt, chỗ chàng đứng đã bị lửa tràn vào, biến thành biển lửa. Từ văn hít một hơi chân khí, rồi chuyển mình, nhảy bảy vòng trên đỉnh vách, rồi hạ thấp xuống. Chàng cúi đầu trông xuống, thì thấy một làn khói đen cùng lửa đỏ cháy ào ào, bốc lên rất mạnh, không khỏi bở vía. Chàng tự nghĩ nếu ta không nhờ thứ thân thủ bao trùm võ lâm này thì cũng bị uổng mạng rồi. Thật là một phèn hú vía. Nghĩ tới đây, lòng chàng nổi sát khí bừng bừng. Chàng để ý địa thế men theo sườn núi mà đi. Chỉ trong khoảnh khắc, bao nhiêu phòng xá liên tiếp nổi ra trước mắt chàng. Chắc đây là tổng đàn thần ưng bằng, không còn nghi ngờ gì nữa. Tàng Long Cốc bên ngoài hẹp, mở bên trong rất rộng, khác nào cái bình tròn cổ dài, từ văn ước lượng địa thế, rồi để tụ chân khí đến độ chót nhảy xuống. Đầu trên chân dưới, tựa hồ như là con chim mừng khổng lồ xả xuống đáy hàng. Tuy nhiên thế quanh co của chàng giảm đi rất là nhiều, vì sức nặng hạ xuống rất mau. Nếu là người khác, thì chẳng ai dám mạo hiểm đến thế mà không sợ tàn xương nát thịt. Chỉ một lạn hơi không tiếp tục để đứt đoạn là người rớt xuống nát như tường chỗ Từ Văn hạ mình xuống ở ngay bên núi. Lúc này, mọi người để hết tinh thần chú ý vào biển lửa. Không một ai ngờ đến lờ có sát tinh từ trên trời bay xuống. Từ Văn ẩn thân sau một phiến đá, đào mắt nhìn ra đám người ở ngoài xa chừng trục trượng. Trong đám đông chỉ toàn thấy người đã thủ tiêu dấu hiệu thần ưng. Hết thầy mặc áo đen, như vậy đủ chứng minh bang này đã sát nhập vào ngũ phương giáo. Chàng chú ý nhìn kỹ, thì chẳng thấy bang chủ cổ ngọc xanh đâu cả. Thế lửa dần dần kém đi, ánh dương quang thay thế vào, khe núi ảm đạm mờ cũng trông rõ hết. Từ văn khác nào quỷ mị lẫn vào khe đá mà chờ. Ít ra, chàng phải tìm thấy nhân vật nào đứng đầu xuất hiện thì chàng mới ló mặt ra. Bằng không thì dù rất dày động rừng, e rằng mình tốn công vô ích. Lửa đã tắt hẳn, một làn khói xanh bốc lên, một lão già áo đen chạy nhanh tới. Bọn áo đen ở không trường vội vã rẽ sang hai bên để nhường lối. Lão già áo đen quan sát tình thế hiện trường, rồi lớn tiếng ra lệnh. Các người phải thu xếp khe hàng bị cháy và phải tìm ra hài cốt của kẻ bị nạn. Đột nhiên có thanh âm lạnh lẽo cất lên. Bất tất phải phí công như vậy. Những tiếng lao hoảng như là nước vỡ bờ từ bốn mặt nổi lên lão già áo đen mặt xám như là cho tàn, bàn chân của lão trường như là mọc rễ dưới đất, không sao nhấc lên được nữa. Lão há miệng, líu lưỡi nói không ra tiếng. Ngươi, ngươi ạ. Từ văn đáp ngay. Tại hạ là địa ngục thư sinh đây mà. Lão già hoảng hốt hỏi. Ngươi, ngươi không bị đốt cháy ư? Ừ. Từ văn hỏi lại. Như vậy há chẳng là vũ nhục danh hiệu địa ngục thư sinh hay ư? Ừ? ý người muốn gì? Trước hết, các hạ hãy báo danh hiệu đi. Lão áo đen lùi lại ba bốn bước, vừa thở rồi đáp. Lão phủ là phân đàn trưởng lệnh, tên gọi là Hồng Thất. tại hạ muốn gặp phân đàn chủ của các vị. Một âm thanh hung dữ ở bên cạnh cất lên. Sao? Người muốn gặp bản tòa ư? Từ văn đưa mắt nhìn qua, thì thấy một thiếu niên mặc áo gấm và cỡ độ tuổi chàng không tranh lệch mấy tí. Gã thanh niên này vẻ mặt cực kỳ hung ác, nhưng không giấu nổi nỗi khiếp sợ trong lòng. Chàng tự nghĩ, quay cách ăn mặc của gã giống hệt như là ngũ phương sứ giả, nhưng mà sau gã lại xưng là bản tòa. Có phải gã nguyên là thần nưng bang chủ cổ ngọc xanh hay không? Mục đích của chàng đến đây không mong gì hơn thế. Chàng đưa mắt nhìn đối phương một lượt rồi hỏi. Các hạ là phân đàn chủ ư? Gã kia đáp. Chẳng lẽ còn giả được hay sao? Vậy người báo danh đi. Hứa đại thành. Từ văn hỏi. Vậy thế cổ ngọc xanh đầu Người có cần biết y chăng? Từ văn đáp. Tiện đây muốn hỏi mà thôi. Gã thiếu niên nói. Gã họ cổ phước bạc đã từ trần rồi. Từ văn đang hắng một tiếng rồi nói. Giết người cướp ngồi, thủ đoạn của quý phái thật là tàn nhẫn. Thiếu niên áo gấm hứa đại thành lùi lại một bước hỏi. Người cũng vì việc đó mà tới đây chẳng. Bản nhân hơi đầu mà can thiệp vào việc của các người. Vậy người đến đây làm gì? Bản nhân muốn gặp giáo chủ của các vị. Thiếu niên áo gấm ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Ngươi muốn gặp giáo chủ cô bận ta ư? Ừ. Đúng vậy. <laughs> Ngươi không đáng đâu. Từ văn mắt lại lóe lên những tia sáng xanh lè. Chàng cất giọng lạnh như băng hỏi. Hứa đại thành, người mà dám bảo ta không đáng ư? Ừ. Thiếu niên áo gấm tức là hứa đại thành bị luồng mục quang dị thường của từ văn làm cho khiếp sợ. Gã sợ hãi lùi lại ba bước hỏi. Sao, ơ, sao lấy máu mà rửa tàng long cốc cả con gà con chó cũng không bỏ sót hứa đại thành hỏi người làm được như thế ừ? ư <laughs> sự thật sẽ trả lời người thiếu niên áo gấm lùi lại mấy bước liền rút trường kiếm đánh xoạt một tiếng gã vung tay lên luồng kiếm quang vọt ra dài đến năm thước hiện nhiên bản lãnh của gã đã đến trình độ xuất thần đệ tử phân đàn bốn phía đều nổi tiếng gieo hò kiếm tuốt gương cùng, chuẩn bị chiến đấu. Từ lúc phân đàn chủ hứa đại thành rút kiếm ra, không trường bao phủ lên một làn không khí khẩn trường. Từ văn vẫn đè nén mối oán thù chất chứa đầy trong bụng, bây giờ lại nổi lên. Nếu chàng không nhờ vào thân pháp tuyệt luân, thì chàng đã bị chết cháy trong hỏa cốc rồi. Sư môn của chàng tuy là có lệnh giới sát, nhưng mà hãy tạm gác việc từ thủ sang một bên chưa nói. Nguyên một hành vi của ngũ phương giáo cũng đủ khiến chàng phải chu diệt bọn gian tặc này để trừ hại cho võ lâm. Lòng chàng nghĩ vậy, song trường đã vận công đến lực độ chót, mắt chàng chiếu ra những tia sáng xanh lè, khiến người trông thấy phải sợ run. Hứa Đại Thành quát lên một tiếng thật là to nhảy sổ về phía từ Văn, đánh ra một trường nhanh như chớp. từ Văn hắng giọng một tiếng, rồi phóng ra chiều độc thủ nhất thức. Tốc độ cũng mau lẹ phi thường, xuyên qua luồng kiếm quang của đối phương mà vào, Hứa Đại Thành kinh hãi vô cùng, gã vội thu kiếm lùi về, lớn tiếng quát. Tiến lên! Trường lệnh Hồng Thất cùng với bốn tên đệ tử dạ một tiếng, rồi nhảy sổ ra. Sát khí của tử văn đã đến độ không thể nào ngăn lại được. Tay phải chàng quét ngang Hồng Thất một cái, tay trái vạch một đường, lướt qua bốn tên kiếm thủ. Kẻ ra cử động tay trái và tay phải của chàng tuy là có trước có sau, nhưng mà lại dài chiều cùng một lúc một tiếng rên thê thảm, tiếp theo là bốn tiếng kêu rú. Hồng Thất bị một trường hộc máu tươi, loạn choạng ngã lăn xuống đất. Còn bốn tên kiếm thủ chưa kịp ra chiều, đã té nhào chết ngay lập tức. Bao nhiêu đệ tử của ngũ phương giáo có mặt tại trường đều sợ hết hồn. Tiếng lao hoàng vang lên như là sấm dậy một góc trời. Từ văn lại lạng người sang một bên, phóng trường tay trái ra. Trường lệnh hồng thất bị hất cao lên không tới hai thước rồi téo hụt xuống đất chắc là không sống được nữa hứa đại thành gầm lên một tiếng phóng chiêu ra gã còn đứng ngoài tám thước mà kiếm phong đã xô tới đầu tử văn kiếm phong rít lên như là xéo bầu không khí đứt cả tai chiêu thức này lợi hại khôn cùng kiếm thuật như gã trong võ lâm không được mấy người tử văn rất lấy làm kinh hãi lùi lại một bước dài Xoạt một tiếng trước ngực của chàng đã bị mũi kiếm xé thành một vệt dài Hứa Đại Thành ra chiều này đắc thủ, liền rượt theo như là bóng theo hình. Chỉ trong chớp mắt, gã đã phóng ra 38 chiều như là gió tát mưa xa. Trong vòng một trượng, chẳng có khoảng không nào đến một tấc không bị công kích. Từ văn bắt buộc lùi lại bảy bước. Ngoài ra, bọn đệ tử công lực khá là cao, cũng thừa cơ nhảy vào. Từ văn tức như là vỡ mật. Chàng nhân lúc đối phương vừa sử dụng 38 chiều kiếm Chàng thừa cơ có khoảng không, không đầy nhảy mắt, nhảy sô vào, phóng ra chiều độc thủ nhị thức, tức là đổ long chảm rào. Hứa đại thành rú lên một tiếng, thu kiếm về. Người gã lăn ra xuống đất. Đồng thời, một làn kiếm khí dày đặc trùm xuống người gã. Từ văn lập tức nhảy vọt lên không. Dưới chân chàng, những tiếng kiếm khí chạm nhau chan chát. Người chàng chuyển đi một vùng, từ trên không đánh xuống một luồng kinh phong nặng như là núi Thái Sơn chụp vào đám đồng. Tiếng kêu rú nổi lên inh ỏi, bảy tám tên miệng phun máu tươi, chết ngay đường trường. Tư văn hạ mình xuống như là một con hổ điên, nhằm vào chỗ đông người xông vào. Chỉ trong khoảnh khắc, bầu không khí trời sầu đất thảm pha vào những tiếng rên la thành một điệu nhạc khủng khiếp. Những đệ tử của ngũ phương giáo bỏ chạy toán loạn như là con chó mất chủ. Từ văn sát khí đằng đằng, trong mắt của chàng, bọn chúng như là một bầy gà, độc thủ đánh tới đầu, người chết tới đó. Lát sau, bao nhiêu tiếng ồn ào bình tĩnh cả lại. Trên mặt đất, thây người ngổn ngang. Đây là lần đầu mà Từ Văn giết người nhiều nhất kể từ ngày mà chàng bước chân vào giang hồ. Từ Văn nghiến rằng băng mình lẫn vào trong các phòng ốc. Những phòng này lấy đá làm tường, rất thấp nhưng mà thật kiên cố. Chính giữa là một gian đại sảnh rộng lớn hai bên tả hữu đều là những giấy nhà ngang, mỗi chiếc nằm dàn. Tòa chính diện chừng hơn hai chục trượng, còn ngoài ra phòng xá trùng điệp, cách kiến thúc thật là hàng lối thứ tự. Một tòa nhà mà phòng xá nhiều như thế, mà tựa chỗ không người. Dĩ nhiên, bọn chúng không thể trong khoảnh khắc mà bỏ đi hết được. Hẳn là số đông còn ẩn nấp gần đây. Trong nhà đại sảnh ngay trên nóc, treo một bức màn màu đen thêm một đó hoa mai rất lớn màu trắng. Đó là tiêu chí đặc biệt của ngũ phương giáo. Trước bức màn kê một cái án dài, trên án có đặt một lá cờ hình tam giác. Trước án có đặt ba chiếc ghế bọc rào hổ, hai bên bày năm cái ghế ghế lớn bằng gỗ đàn. Cách bài trí cũng tương tự như là một bang phái trên trốn giang hồ. Từ văn xuyên qua sảnh đường đi vào phía sau, Trang vượt luôn bảy tám phòng viện mà chẳng thấy một bóng người. Tình trạng này khiến Từ Văn rất là cầm tức, tưởng chừng như là thất khiếu bốc khói. Chuyến đi này, cơ hồ khiến chàng suýt nữa thì bỏ mạng, mà lại đi mất công. Chàng chẳng can tâm chút nào. Thiên đài ma cơ và mẫu thần đầu lọt vào tay của đối phương, chưa hiểu sống chết ra sao. Theo lời khách qua đường mà phán đoán, thì cuộc đổ máu ở thất tình bảo đúng là do ngũ phương giáo gây ra. Chàng hối hận L không lưu lại một tên nào sống sót để tra hỏi may ra có được một chút manh mối nào chẳng. Tên nghịch đồ Khương Giác lại lọt lưới. Sư tổ ngũ thượng bỏ mình dưới địa lào, chết không nhắm mắt được. Từ văn càng nghĩ càng không sao ngăn được lửa giận. Nhưng sự thật, chàng không làm gì được. Nếu quả cả tòa tàng lăng cốc này chỉ có bấy nhiêu người mà bị chết cả ngoài hiện trường, thì thật là phi lý. Từ văn quay kỹ lại, thì không thấy đường thông lộ nào khác. Trong đoán 10 phần có đến 9 là họ ẩn nấp trong các tòa nhà bí mật hoặc là chỗ nào kín đáo. Óc chàng trận nảy ra một ý kiến là phóng hỏa đốt hết tòa nhà. May ra mới có thể bắt buộc mọi người ló mặt ra ngoài. Thế rồi chàng tìm những vật dễ cháy đặt ở từ ngoài vào trong, phóng hỏa đốt lên. Khi mà lửa đã nổi to, tư văn tìm một phòng cách xa chừng bảy tám mũi tên để mà coi diễn biến. Chỉ trong khoảnh khắc, khói đen bốc lên ngùn ngụt, ngụt. Những tòa nhà này tuy kiến trúc bằng gỗ đá rất kiên cố, nhưng đã bị hỏa thiêu, tiếng nổ phát ra rùng rợn, cơ hồ thùng cả mang tai. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, bóng người tới tấp chạy ra. Từ văn đã định tâm từ trước, hết thấy người nào lờ giết người ấy. Nào tiếng lào hoàng, nào tiếng kêu rú. Tiếng nhà sập, khói bày thêm vào bóng người chạy như đàn chuột diễn ra trong một cảnh tượng thê thảm. Sau cùng, một thiếu phụ xuất hiện. Từ Văn đang lúc sát khí bốc lên như là người điên, nhưng chàng cũng không nỡ hạ thủ thiếu phụ này. Chàng lùi lại một bên, chăm chú nhìn từ người xuất hiện để tìm lấy kẻ có thể bắt họ cùng xưng ra đối tượng. Bỗng thấy một lão bà tóc bạc đi vào giữa đám phụ nữ, lật đật chạy trốn. Từ văn thấy lão sinh lòng ái ngại. Hơn nữa tiếng trẻ nít kêu là, tiếng phụ nữ khóc lóc. Chàng sinh lòng bất nhẫn. Đột nhiên, lão già tóc bạc nghiêng đầu ngó trộm từ văn một cái. Nguyên một cái ngó đủ khiến cho từ văn nhận ra đối phương là một tay cao thủ không vừa. Chàng liền lớn tiếng. Lão trượng, hãy dừng lại. Động tác của chàng nhanh hơn tiếng nói. Tiếng nói sau cùng chưa ra khỏi miệng, thì người chàng đã đứng chắn trước mặt lão già lão già tóc bạc đột nhiên ngoảnh đầu lại, ra mặt lão nhăn nhèo, liền co rúm lại. Miệng lão thở hồng hộc hỏi. Các hạ, các hạ định hạ sát cả những người giả nùa cũng không buồn thả ử. Từ văn hằn giọng một tiếng nói. Lão trường tuy là nhiều tuổi, nhưng mà hắn còn khá lắm. Lại đây. Chàng vươn tay như là điện chớp nắm lấy cổ tay của đối phương, chạy lại đống đá ngổn ngang. Đến một chỗ vắng vẻ, từ văn buông tay ra, cất giọng lạnh như băng, khiến cho người nghe phải phát run hỏi. Lão thất phủ, không nói dài nói ngắn, hãy xưng ra lai lịch cho ta nghe. Lão già tóc bạc miệng lưỡi vẫn bị bồ, mà bây giờ hồi lâu không nói lên tiếng. Từ văn lại quát lên. Nói đi. Lão già toàn thân run lời bẩy, nghiến răng ken két, nói không thành câu. Các hạ muốn làm gì lão phủ? Từ văn nhắc lại. Hãy báo thân thế trước đi. Lão Phù là hộ pháp phần đàn. Tổng đàn của các vị đặt đại đầu. Lão Phù không biết. Lão thử nói một tiếng không biết nữa coi. Lão già thở hồng hộc lùi lại một bước, cất giọng run run nói. Địa ngục thừa sinh, dù ngươi có giết Lão Phù, Lão Phù cũng không biết. Tư Văn tiến gần lại một bước hỏi, "Lão muốn chết ư? Nhưng mà đâu có dễ chết như thế được. Vậy người muốn làm gì?" Bản nhân sẽ róc từng mảng xương, rẻ từng miếng thịt của lão. Lão già nở một nụ cười thê thảm nói, "Vậy người hạ thủ đi. Lão phù đã không thể chết theo bảng, mà còn sống trộm quy thuận kẻ địch thì có gặp quả báo này." cũng chẳng oán hận gì. Tư văn ngẩn người ra hỏi. Thế người là một phần tử trong bang thân ưng hay ư? Lão là phó bàng chủ. Vậy quý bàng chủ cô Ngọc Xanh... Bàng hội bị tàn vỡ, bàng chủ bị chết trận. Tư văn trao mày hỏi. Có thật lão chưa biết tổng đàn ngũ phương giáo ở đâu không? lão già nhắc lại lão phu không biết giáo chủ ngũ phương giáo là ai lão phu không biết Hừ, người đường đường là một hộ pháp trong phân đàn có lý đầu lại không biết được người muốn biết thì người phải hỏi người mà tổng đàn phái đến như phân đàn chủ hứa đại thành hoặc trưởng lệnh hồng thất họ sẽ trả lời tư văn nghiến rằng thờ phào hậm hực nói Đáng tiếc, hai tên đó cũng chết cả rồi. Nếu vậy là hết. Tư văn lại hỏi, gần đây có ai mới chạy đến chỗ này hay không? Người muốn hỏi về phương diện gì? Bạn nhân muốn hỏi, tí như là hạng đệ tử cao cấp mà không thuộc vào đệ nhị phân đàn, hoặc là người ngoài giáo phái bị cướp đem về đây. Lão giả đáp, ờ, có đấy, từ văn động tâm hỏi gặn. Người đó là thế nào? Đệ nhị phân đàn chủ Khương Giác cũng thuộc về bản giáo. Từ văn thản nhiên hỏi. Khương Giác ừ, hiện giờ hắn ở đâu? Y ở dưới nhà mật thất thuộc về cấm khu ở đáy hàng này. Chàng phấn khởi tinh thần, lầm bẩm Xem chừng chuyến đi này không đến nỗi vô ích. Mình tìm thấy tên nghịch đồ Khương Giác của Sư Môn cũng đạt được một phần mục đích bao nhiêu chuyện bí mật cứ điều tra trong người hắn là ra hết. Vừa nghĩ tới, tư văn xúc động hỏi. Phải chẳng trong phòng phía sau... Phải rồi, ở ngay chân núi có một dãy nhà tịnh xá và có treo biển cấm khủ. Ờ à, thôi, lão đi đi. Lão già hỏi lại. Người không giết lão phù Đây là cuộc tàu ngộ lần đầu bản nhân tha cho lão lão già tóc bạc nở một nụ cười thê thảm nói Địa ngục thư sinh, người thả lão phủ, nhưng chính lão phủ không thể tha thứ cho mình được. Sống trộm để quy phục kẻ địch, thì mặt mũi nào trông thấy bang chủ bị chết và bang chúng ở dưới suối vàng. Bình một tiếng, lão già tự đập đầu vào đá để tự tử, máu tươi chảy ra lênh láng, nhuộm mớ tóc bạc thành đỏ hồng. Lão già này vẫn còn trí khí của người võ sĩ một khi lão tịnh ngộ liền tìm cách tự xử mình. Từ văn lắc đầu buông tiếng thở dài, chàng băng mình chạy ngược về phía có lửa cháy. Chàng bịt mũi để khỏi người mùi khói, trông chàng như là một con thanh lòng giữa đám mây mù. Chân chàng điểm vào những mảnh ngoái vỡ, nhờ một cái xa đến mấy trượng. Chỉ trong nháy mắt, tư văn đã lướt qua dãy tường, chạy về phía cuối hàng. Quả nhiên, Trang nhìn thấy trong một rừng rậm rạp ở dưới chân núi thấp thoáng có một dãy tịnh xá bên ngoài đặt tấm biển lớn khắc hai chữ lớn cấm khu cấm khu này đi tắt tới tịnh xá chừng mười mấy trượng khu đất bỏ trống này toàn là đá núi không một cây cỏ nào mọc được vì thế mà ngọn lửa không cháy tới đây từ văn trong lòng rất là sao xuyến cất bước tiến vào cấm khu bỗng có một tiếng quát hỏi người nào mà dám tiến vào cấm khu tiếng quát chưa dứt thì hai đại hán áo đen đã xuất hiện ngăn cản. Từ Văn không nói nửa lời, nhảy vọt đến trước hai người, chàng quét ngang độc thù một cái. Hai hán tử áo đen chưa nhìn rõ người đã rú lên một tiếng, chết nhăn thay đường trường. Từ Văn chợt thấy có mùi khác lạ, đưa vào khiểu giác, chàng biết ngay là trong khu này có bố trí chất kịch độc vô hình. Nhưng chàng đã luyện tập được huyền công tối thượng của vạn động môn, thì bất luận chất độc nào cũng không thấm vào được. Từ văn đá hai xác chết vào một góc, rồi đi theo đường ven rừng tiến vào tịnh xá. Tịnh xá này xây thành viện lạc, gạch xếp thành tường. Vào tịnh xá phải qua một cái cửa, trong cửa cũng có bố trí gỗ đá. Bên cửa, một lão già và ba thiếu niên, tất cả bốn người đều mặc áo đen nhảy sổ tới. Lúc này Từ Văn đang nóng lòng tìm tên nghịch đồ Khương Giác. Chàng không nghĩ ngợi gì nữa, vừa thấy bóng người liền phóng song trường ra thế mạnh dường như là lay non dốc biển bốn bóng người liền bắn ra tứ phía chàng không phải nhìn xem đối phương còn sống hay chết rồi cứ thẳng căn chính thất tòa tịnh xá nhảy sổ tới bỗng có tiếng la hoảng người một bóng người từ trên giường lăn xuống đất run bần bật lồm cồm đứng dậy người đó chính là tên nghịch đồ khương giác mắt chàng bắn ra những tia sáng xanh lè trang run lên hỏi. Khương Giác, đúng là uy linh tổ sư rất là hiện hách. Người đã thấy rõ chưa? Khương Giác lùi lại mấy bước tựa lưng vào vách, sắc mặt xám xanh. Coi tình trạng này đủ biết. Hắn bị tiên thiên thần công của thống thiền hòa thượng đả thương, vẫn chưa phục hồi nguyên khí. Hắn hỏi lại. Địa ngục thử sinh. Người nói vậy là nghĩa làm sao? Khương Giác kể về bậc thì ngươi còn cao hơn ta một đời. Nhưng nay ta chịu mệnh của sư Thái Tổ và sư Tổ để thi hành gia pháp. Khương Giác hỏi. Gia pháp ư? Ừ? Ngươi nói vậy là có ý gì? Tư văn tức giận, sẵn giọng đáp. Đối với gia pháp mà người không có một chút lòng nào hối hận. <laughs> Khương Giác, ta... Khương Giác lộ vẻ khủng khiếp và nghi hoặc. Hắn thùng thẳng nói bản tòa hoàn toàn không hiểu người nói những chuyện gì. Thái độ của Khương Giác làm cho lửa giận của Tử Văn bốc lên. Chàng lớn tiếng quát. Quỳ xuống, ngươi phải tiếp nhận giả pháp này. Khương Giác toàn thân dù lên bần bật, khóe mắt càng tỏ ra nghi hoặc hơn. Hắn run lên đáp. Địa ngục thư sinh, ngươi xuất thân từ đâu? Lai lịch của ta thế nào? Hai chữ giả pháp từ đâu mà dạng? Ngươi còn tưởng dùng lời xảo quyệt để mà cãi được chăng? Bậc đại triệu phủ Sống chẳng làm gì Chết cũng không sao Ta đã lọt vào tay người Chẳng quả đó là số mạng Làm gì có chuyện xảo quyệt Ta hỏi người Lão già bị giam trong phân đàn yên sư là ai Khương giác ngập ngừng hỏi lại Lão là ai vậy Từ văn gắt lên hỏi Ta hỏi người câu đó chứ không phải là người hỏi ta đâu Nhưng uh, lão tạ là ai Ta không biết Từ văn tức quá văng tục <laughs> Người nói thối lắm Người đã lừa thầy diệt tổ Chết đến gáy rồi mờ không biết hối hận Khương giác miệng há hốc ra vẻ mặt hắn bơm khuâng ngớ ngẩn Đúng là hắn chưa hiểu việc gì Chứ không phải là hắn giả vờ Từ văn sinh lòng ngờ vực Tự hỏi Chẳng lẽ trong vụ này có điều gì ngoát ngoéo? Chàng lại hỏi khương giác người quả không biết lai lịch của lão giả đó ư ừ? ta không biết ta hỏi người vậy đầu công của người học đâu ra người lại ngấm ngầm ám toán cầm tù lão nhân ra để bức bách lão chuyển võ công thượng thặng của bản môn khương giác hỏi lại bản môn ư ừ, người ở, ở môn phái nào người hãy trả lời câu hỏi của ta trước bỗng Khương Giác rú lên một tiếng thê thảm, ngã quay xuống đất, chết ngay lập tức. Từ văn tan nát ruột gan, quay mắt lại nhìn ra, rồi sát khí bừng bừng. Một bóng người đứng xứng trước cửa, hiển nhiên là khách qua đường, một kẻ tử thù của tử văn. Tử văn nghiến răng nói, khách qua đường, người tới đây vừa khéo.